khu tầm view mới. Các bạn nhìn thấy là hoa đào lở đầy này. Đây chị nhím chị được nghỉ. Hôm nay là đến hết tháng 10 rồi đấy các bạn ạ. Mai là sang tháng mới rồi. Ý, hồng đẹp chưa? Chiu chiu meo meo. Meo meo meo. Hãy đi nhà trứng với nhà quyên đi các bạn ơi. Các bạn gà, bạn mèo này kêu gì đấy? Bà đang đun nồi cháo cho gà đây này. Meo meo. Sức khỏe. Get go các bạn ơi. Các bạn này gà là người nào lông ướt này. Các bạn gà cứ ở đi đấy nhá. Hôm nay là vừa cho ăn rồi nên là chúng nó còn không thèm đi theo mình mổ cả. Đây là sao hôm nay đi mổ trứng vịt với nhà Quyên à. Chíp chíp chíp. Trứng gà đây các bạn ơi. Chào các bạn gà nhá. Hôm nay các bạn gà đẻ được mấy quả trứng? Ê, định thò cổ vào đây mổ hả? Đây này, các bạn ấy mổ thóc để lại nguyên những hạt đấy thôi. Này, hôm nào cũng muốn đi tìm mấy thì cũng phải tìm vài lượt mới thấy trứng các bạn ạ. Giờ chúng nó đẻ, chúng nó bới tung tóe hết đây này. Wow. À, bị vỡ mất một quả trứng. Tớ các bạn biết là sao không? Tại vì là nhìn thấy cái chỗ này nó bị vỡ đây này. Đấy, một quả trứng nó bị vỡ và bị ăn. Đấy, con gà này hư thật, chúng nó bới tung tóe này là chả vỡ. Móng của nó chọc vào đấy. Ướt. Vỡ mất một quả này. Chúng nó ăn hết đấy rồi. Chúng nó ăn hết cái vỏ rồi nên là phí không. Mấy cái con gà này tranh nhau đẻ xong là bới tung tóe hết cả lên. Nhưng mà khi chúng nó không bới được, đợt này nó bới kinh thế. Thật đầy mổ rơm mà chúng nó bới. Xem các bạn gà hôm nay được bao nhiêu quả nha. 2, 4, 6, 7 quả. Vẫn được 7 quả như hôm qua. Cảm ơn các bạn gà nhá. Nhưng mà mai phải phấn đấu lên để thêm nhiều thêm nhá. Để này là không ổn rồi. Ăn rõ nhiều mà đẻ có một tí. Hôm mình ăn nhiều đẻ mầm. Hôm nay đi vào đây xem các bạn gà mái này. Đấy. Ăn xong là đi lên kia rửa lông rửa cánh sạch sẽ. Hôm trước có quả la bé bé ở đây mà hôm nay không thấy đâu nữa rồi. Chín rụng từ hôm nọ không thấy. Không biết bạn gà lại có vào đây đẻ không. Nghe trong mắt em hình bóng của ai. Wow. Cái chỗ này bị các bạn sâu bạn rỉa hết lá hay sao nhỉ? Chúng ta cần nhiều nước quá cũng không lên được các bạn. Tao cần đằng kia, góc kia thì tốt hơn. Đấy. Mấy con bưởi này vàng rồi này. Còn mà mỗi hôm nó sẽ bị mất vài quả tại vì là chín đi, sẽ bẻ. Bây giờ để trứng gà lên cái lắc này.
xong đi vào đây nhặt, hôm qua không nhặt trứng gà trong này rồi. Mấy cái bạn này bán ăn no nên là các bạn ấy không thèm xin như gì đến bên ngoài nữa luôn. Ôi, đầu trụi hết cả lông như dừa hầu này. Eos, tắm ở đây là nó bẩn thế. Nó chui xuống nó thò đít rồi nó ỉa. Xem nào, hôm nay các bạn gà ở đây. Ồ, các bạn có nhìn thấy không? Người quả trứng như nó mới rõ kín luôn. Mới đầu là cứ tưởng không có quả nào. Đấy, thế mà được hai quả. Gà này toàn thích bới tung tóe lên xong rồi che giấu. Đấy, thế là hôm nay được 9 quả trứng. Nhưng các bạn gà này đi đẻ đông mất rồi ấy. Nó trốn khá là kỹ. Ôi, xuống đi bạn ơi. Đây. Lắc lư đứng này ỉa bẩn thế. Này, ỉa. Toàn cứ gà thôi. Xin chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của nhà Quyên. Nếu mà bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhá. Còn đã đăng ký kênh rồi thì nhớ nhấn nút nhận thông báo để được xem video mới nhất từ nhà Lê Quyên nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Cùng đi nhặt trứng với nhà Quyên nào. Đây là cuộc sống hàng ngày của cô công nhân nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.